Tụi em bên Lư Sư Đồng hay là bên Trường Múa mà đông vậy? Dạ, em chào ban giám khảo với lại khán giả ở đây. Dạ, em tên là Nguyễn Anh Vũ, năm nay 35 tuổi, hiện là giáo viên của mầm non. Dạ. Nhưng mà giáo viên mầm non là anh dạy các em luôn đó hả? Dạ, dạy năng khiếu cho các cháu. Năng khiếu gì anh? Dạ, ví dụ như aerobic rồi thể dục nhịp điệu. À, anh nhảy aerobic chắc nam tính lắm hả? Really? Dạ. Triệu lai. Tại vì em chủ yếu lên đây cho các bạn chơi chung với các bạn. Tại em cũng run quá, từ đó giờ chưa có lên sân khấu. Thôi nói chung thi đi. Dạ. Chà. À, có aerobic ở trong chắc luôn. Bảo đảm có aerobic ở trong. Rồi chứ. Dạ rồi. Rồi rồi. 60 giây bắt đầu. Các bạn, mình sắp sửa ra đi thi đấu với thế giới rồi. Có một đôi điều tôi muốn dặn các bạn là khi lên sân khấu, lỡ mình có sai lầm thì mình hãy quên đi và làm tốt những phần còn lại của mình. Giờ các bạn có nhớ chưa? Rồi các bạn nói chuyên nghiệp coi. Chuyên nghiệp. Yeah. Quá mà. Rồi. Hết thời gian. Cái này á, tập kỹ lại diễn ngày 1 tháng 6 cho các em coi. Các bạn phải như vậy mới cười nè. Năm ông này là năm ông võ sư. Ha. Bận đồ võ. Trong kia đứng gì? Uy nghi. Dạy cho các đồ đệ trước khi ra trận, chúng ta phải dùng nội công nhắm kẻ thù, tiêu diệt tất cả, chuẩn bị vào bài tập khí công. Nhạc lên. Nó cười được. Rồi sau đó làm gì? Đứa này nó nhảy vô bóp, sư phụ xỉu, đạp hộp. Từng đứa đi gan đạp rác, 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 rác. Bốn đứa đi qua bốn lần, bốn âm thanh gãy xương thì mới cười được. Đó, được rồi. Chơi là phải chơi thân với nhau. Hẹn gặp lại năm sau nhé. Ờ, web phải.